Hoặc là trong quá trình làm việc mà chúng ta muốn layer nào hiển thị ở phía bên trên, layer nào hiển thị ở phía bên dưới, đúng không ạ? Ví dụ tôi muốn cái bức tranh chung tay này, chung tay của Tim Thiên Sứ này ở phía bên trên cái bức ảnh mà chụp ở sự kiện thì sao? Đây, tôi sẽ tìm ra bức ảnh chụp ở sự kiện. Tìm ra hai layer này ở trong trình quản lý layer, đúng không ạ? Đầu tiên thì tôi sẽ tìm ra hai layer này trong trình quản lý layer. Đây. Tôi sẽ kéo cái layer chung tay lên trên layer tại sự kiện của Tim Thiên Sứ, đúng không ạ? Anh chị có thể để ý không ạ? Thì bây giờ bức ảnh chung tay của Tim Thiên Sứ đã ở phía bên trên của cái layer tại sự kiện rồi. Hoặc là kéo xuống dưới, đúng không ạ? Thì bức ảnh lại ở phía dưới. Tất cả chỉ bằng thao tác kéo thả thôi. Hoặc là các anh chị có thể để ý không ạ? Ở trong cái thư mục, tôi có một cái thư mục gọi là thư mục trái tim. Tôi tạo ra rất nhiều cái layer trái tim ở đây. Tôi tạo ra rất nhiều trái tim ở đây. Nó quá nhiều, đúng không ạ? Quá nhiều trái tim. Tôi muốn quản lý nó vào trong một cái group. Bởi vì nó có những cái hiệu ứng giống nhau. Và khi mà tôi di chuyển nó chẳng hạn, tôi di chuyển, đúng không ạ? Nó sẽ di chuyển cả cụm layer này luôn. Mà tôi không cần link. Bởi vì quá nhiều layer trái tim ở đây nó sẽ tạo ra cái sự rối, làm cho chúng ta, làm cho những cái thao tác làm việc của chúng ta rất là khó khăn hơn. Đây là một cái file rất là đơn giản đấy. Có những cái file ảnh nó chứa tới hàng trăm layer, rất nhiều trăm layer cơ, đúng không ạ? Thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta hãy cho nó vào thành một group, đúng không ạ? Để chúng ta quản lý cho dễ. Ví dụ tôi sẽ đưa hai cái logo này vào một group để tôi quản lý cho dễ. Đầu tiên là tôi chọn hai layer nhé, chọn hai layer trong trình quản lý layer bằng cách đó là kích vào một cái này, giữ phím Ctrl, chọn cái số 2, đúng không ạ? Và dùng tổ hợp phím Ctrl G nhé. Đó, các anh chị có thể thấy không ạ? Mở ra thì tôi đã thấy có hai cái layer rồi. Ví dụ tôi kích vào con mắt của group này, các anh chị thấy không ạ? Nó tắt cả hai layer rồi, đúng không ạ? Hoặc tôi có thể đổi tên bằng cách là kích kép vào cái chữ group 1 này. Tôi chọn nó là logo. Đúng không ạ? Đơn giản đúng không ạ? Quá đơn giản. Giúp cho các anh chị và các bạn quản lý được layer rất là dễ dàng. Đúng không ạ? Đó chính là những cái thao tác mà giúp chúng ta sắp xếp và quản lý layer được dễ dàng hơn. Đúng không ạ? Hiện tại có một cái số ứng dụng giúp cho anh chị có thể phối màu được layer chẳng hạn. Phối màu cho bức ảnh layer nhá. Bằng cách đó là chúng ta chọn vào bức ảnh đó này. Đúng không ạ? Chúng ta chọn những cái hiệu ứng như là normal này. Dissolver này, đúng không ạ? Anh chị có thể lựa chọn này. Rất nhiều hiệu ứng này. Đúng không ạ? Một số hiệu ứng phối màu rất nhiều mà chúng ta lựa chọn. Đây. Tôi sử dụng phím di chuyển, đúng không ạ? Chúng ta có thể tìm hiểu, khám phá thêm, đúng không ạ? Tìm hiểu thôi. Cái nào mà đẹp thì mình dùng, không đẹp thì thôi, đúng không ạ? Không đẹp thì chúng ta trở về normal. Hoặc là một số cái hiệu ứng layer của layer nhá. Đúng không ạ? Một số những cái tùy chỉnh của layer như là tạo bóng này, tạo đường viền này. Nó sẽ như thế này. Bây giờ đây, tôi sẽ ví dụ bằng một bức ảnh nhá. Tôi sẽ nhân đôi cái bức ảnh, tôi sẽ sử dụng cái bức ảnh này nhá. Đúng không ạ? Hoặc là tôi sẽ kéo một cái đối tượng vào. À đây, tôi sẽ sử dụng luôn bức ảnh này. Để mà chọn được nhiều hiệu ứng cho các layer ấy, thì sẽ có 3 cách để chúng ta vào được. Thứ nhất đó là chúng ta kích chuột phải vào layer. Chúng ta chọn Blending Option này. Đúng không ạ? Kích chuột phải chọn Blending Option. Cách số 2 là chúng ta kích chuột kép vào layer đó. Các anh chị nhớ nhé, chúng ta phải kích chuột kép vào góc bên phải của layer nhé. Không kích vào phần đầu. Nếu chúng ta kích chuột kép vào phần đầu thì chúng ta chuyển thành đổi tên rồi. Đổi tên của layer. Đúng không ạ? Chúng ta kích vào góc phải gần hết layer nhé. Gần hết layer này. Đúng ạ, nó mới hiện ra bảng Blending Option hay gọi là Layer Style đấy. Đó là những cái hiệu ứng của layer. Đúng ạ. Hoặc là chúng ta sử dụng luôn tại trình quản lý layer, cái chỗ FX này. Đúng ạ, anh chị kích lên. Chúng ta chọn Blending Option. Rất đơn giản, có 3 cách nhá. Đúng ạ. Kích chuột kép này, hoặc là kích chuột phải chọn Blending Option này, hoặc là chúng ta sử dụng FX trong trình quản lý layer, đúng không ạ? Đây, ba cách này, ba cách
giúp phối màu này và tạo những hiệu ứng cho layer này, đúng không ạ? Tại cái phần blending option này, chúng ta có thể lựa chọn đây những cái blending mode đây, đúng không ạ? Anh chị có thể lựa chọn rất nhiều cái, chúng ta chủ động tham khảo nhá, chủ động xem những cái gì mà phù hợp với bức ảnh của chúng ta, đúng không ạ? Ở đây thì tôi sẽ bình thường tôi vẫn sẽ để normal thôi, hoặc là opacity này giảm đi, làm trong suốt bức ảnh này, đúng không ạ? Hoặc là bevel and emboss, đúng không ạ? Giúp cho chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng cho bức ảnh. Đây, các anh chị có thể kích vào và lựa chọn nhé. Tôi sẽ phóng to bức ảnh lên cho các anh chị nhìn cho rõ nhé. Tôi sẽ phóng to bức ảnh lên để cho anh chị nhìn cho rõ. Đấy, nhìn cho rõ thì chúng ta mới hiểu được. Đây, bevel and emboss, đúng không ạ? Kích vào. Đây này, rất nhiều, nó có sẽ rất nhiều hiệu ứng. Ngay cả việc mà chúng ta làm việc với text cũng thế. Sau này các anh chị làm việc với text nó sẽ có rất nhiều hiệu ứng, đúng không ạ? Rất nhiều hiệu ứng cho layer. Đó. Hiện tại ví dụ như là tôi đang sử dụng stroke đó là đường viền. Tôi tắt đường viền đi. Các anh chị có thấy không ạ? Tôi đang sử dụng đường viền màu trắng. Tắt stroke đi. Hoặc là tôi vào đây, tôi chọn đường viền màu đỏ chẳng hạn. Các anh chị thấy không ạ? Cái đường viền của tôi đã chuyển màu rồi, đúng không ạ? Ok thì tôi chọn ok. Nếu tôi đồng ý với màu đó, tôi chọn ok. Không thì tôi chọn cancel, đúng không ạ? Inner shadow có nghĩa là chúng ta tạo ra bóng đổ ở phía bên trong bức ảnh. Tôi chọn opacity cao lên nhá, cho các anh chị nhìn thấy cho dễ nhá. Các anh chị có thấy không ạ? Bóng đây này, tạo bóng ở phía bên trong này, đúng không ạ? Inner glow, đúng không ạ? Inner glow là chúng ta tạo phát sự phát sáng nhá. Chúng ta tạo phát sáng, opacity lên một chút này, size lên một chút này, các anh chị có thấy không? Tạo phát sáng ở phía bên trong của bức ảnh, đúng không ạ? Đó, rất nhiều hiệu ứng đẹp, đúng không ạ? Satin này, đó, các anh chị vào đây chúng ta tự tìm hiểu nhá. Rất nhiều hiệu ứng, làm sao mà chúng ta phù hợp với mục đích của chúng ta, hoặc là chúng ta thấy vừa mắt, đúng không ạ? Color overlay này, công cụ để tô màu này, tô màu cho toàn bộ bức ảnh này, đúng không ạ? Gradient này, gradient overlay này, tạo ra những cái dải màu này. Đó, giống như hệt như gradient luôn, gradient mà tôi đã chia sẻ trong video trước, đúng không ạ? Pattern overlay này, sử dụng những cái hiệu ứng có sẵn, đúng không ạ? Outer glow, đúng không ạ? Là tạo cái bóng phát sáng ở phía bên ngoài. Đó, các anh chị thấy không ạ? Phát sáng ở phía bên ngoài đây này, đúng không? Phát sáng bên ngoài đó. Drop shadow có nghĩa là tạo bóng nhé. Tạo bóng này, các anh chị nhìn tạo bóng này. Tăng opacity lên chút này, tăng size lên chút này. Các anh chị có thấy không ạ? Bóng rõ rệt luôn, đúng không ạ? Đây là, để nó mồ đi. Size này, kích thước này, góc độ tạo bóng này, opacity này. Đó, rất nhiều, đúng không ạ? Các anh chị có thể chủ động, mình vào đây mình nghiên cứu, mình kiểm tra và mình lựa chọn những cái hiệu ứng ra cho phù hợp, được không ạ? Đó là cách mà chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng hoặc là phối màu cho một cái layer bất kỳ, ngay cả text cũng vậy, anh chị ạ. Thì trong cái mục text, về cái công cụ text thì Tuấn sẽ chia sẻ cho các chị và các bạn sâu hơn để tạo ra những cái text đẹp nhất, đúng không ạ? Đó là toàn bộ những cái điều cơ bản nhất mà tôi đã chia sẻ cho tất cả các anh, các chị và các bạn, đúng không ạ? Layer là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng của Photoshop. Bởi vì khi mà chúng ta thao tác ở trên Photoshop là chúng ta đang thao tác với tất cả các thành phần của nó, mà các thành phần của nó chính là các layer, đúng không ạ? Khi mà chúng ta hiểu được về layer, làm việc tốt được với layer thì chúng ta có thể tạo ra được những bức ảnh đẹp, tạo ra được những ấn phẩm truyền thông cho riêng mình mà chúng ta không cần phải đi thuê bên ngoài, đúng không ạ? Trong video sau, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho các anh, các chị và các bạn như lời hứa của mình về công cụ Pen Tool và công cụ Text. Các anh chị và các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của tôi về Photoshop và về Internet Marketing. Và các anh chị và các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh
hoặc là chia sẻ những video này cho những người bạn của mình, để cho những người bạn của mình có thể cũng biết được thêm một số cái kỹ năng về Photoshop để có thể tự tạo cho mình những bức ảnh đẹp, đúng không ạ? Tự tạo cho mình những cái banner, những ấn phẩm truyền thông phục vụ cho vấn đề kinh doanh của mình. Và bây giờ xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video lần sau.